Xin chào các bạn. Rất vui vì các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hiện tại thì mình đang ở một vùng trồng mận của xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hôm nay mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về việc có hay không người dân trồng mận tam hoa, hay còn gọi là mận câm, mang mận cho bò ăn vì được mùa nhưng không có giá. Nhiều hộ gia đình đã để mận tự chín rụng đầy vườn. Mời các bạn đi theo chân tôi nhé. Trước đây, vùng này là người dân trồng cây ngô. Nhưng khi trồng cây ngô cũng không được lãi là bao, thì người dân chuyển đổi cơ cấu sang trồng cây mận. Những cây mận mới trồng và những cây mận đã cho quả vẫn cứ đang được người dân trồng tiếp tục tại nơi đây. Bởi giá cả mấy năm trước cao, nhưng mà đến năm nay thì như thế này đây. Mận chín rụng hết, quả thì to đẹp nhưng mà không bán được cơ, không ai đến mua, rụng tả tơi luôn. Bao nhiêu công sức bỏ ra chăm bón cả năm trời, bây giờ không thu hoạch được, không ai mua, không thu lại được đồng tiền, đồng lãi nào, đồng vốn nào đâu. Chúng ta sẽ xuống dưới xem các bạn nhé. Đây, người dân gọi là mận tam hoa, hay còn gọi là mận câm. Mận tam hoa chín sớm hơn mận hậu. Bây giờ đang cuối tháng 4 mà mận tam hoa đã chín gần hết. Còn mận hậu thì vẫn đang còn xanh. Khoảng đầu giữa tháng 5 thì mận hậu mới chín. Đặc điểm mận tam hoa khác mận hậu là mận tam hoa chín mềm nhanh hơn, nên bảo quản cũng như vận chuyển khó khăn hơn mận hậu. Nếu không kịp tiêu thụ nhanh là mận rụng hết. Bây giờ mời các bạn đến với một chủ nương khác các bạn nhé. Đây là anh Lò Văn Phòng. Chúng ta cùng xem anh Phòng đi hái mận đi bán hay để làm gì nhé các bạn. Đây mình đang đến thăm nhà anh Phòng ở bản Lè Tông Cọ. Anh bảo là anh đang hái cho bò ăn thôi, không đi bán được. Khổ thế đấy nó. Điều là giá phần giá pháo mà đấy quá. Đầu tư rất to đấy. Mày pí hết giá kỹ tưa đấy ai. Đi cả xong tưa đấy. Nữa anh bảo mỗi năm là bón phân 2 lần. Có nhà thì còn bón phân 3 lần đấy ai nó. Mi hứa nó sau mi điều kiện sau cầu bón xong tưa xám tưa đấy nó. Ít chỗ có bón cà phê đó rồi. Xin là mất cái kiến hoa cần phải nắng bên này. Xin là Pin. Mận chín mà chả làm được gì. Đấy mận thì được mùa thì mất giá. Người nông dân thì chỉ mong được mùa thôi, nhưng mà năm nay được mùa thì không phải mất giá mà hình như không có giá ấy. Ai nó hao mi giá quá. Không có ai đến mua tức là không có giá. Năm nay là chả bán được đồng nào. Bán hết mà. Đầu mùa tê cờ hên sao mất sư cần tắn hay quay quá. Bị hạ thì phải mất thảm lắm, chả có ăn. Xin à. Tên mất khai lôn, chả hàng tùa mấy tháng khai tế cú nan. Nếu vườn anh mất. Phòng thì rất là rộng. Rất là rộng nhưng mà không bán được. Càng rộng thì càng đầu tư nhiều, mà càng đầu tư nhiều thì lại càng lỗ vốn. Mình có hỏi anh Phòng rằng thế thì gia đình ở chỗ khác họ không trồng ở Điện Biên, hoặc là gia đình ở đâu xa xôi họ không trồng, sao lại không gửi cho họ ăn? Thì anh ấy trả lời rằng là nếu mà tiền mình ship đi cho họ, tiền cước xe ca đã hết bao 50.000, đi xa thì bao 100.000.
thì thà rằng cái số tiền ship đó, tiền cước đó thì mua ăn cũng đã không hết rồi, đã ăn không hết mận rồi. Đấy, cho nên là mới để mận chín rụng và cho bò ăn, là lý do là như vậy. Trông quả mận rất đẹp mà ăn thì không thể nào ăn được hết. Mà anh hái, chúng ta lại liên tưởng đến anh ấy sẽ có nhiều tiền mang đi bán, nhưng thực ra bây giờ anh ấy chỉ hái về cho bò ăn thôi các bạn ạ. Rất là buồn. Chuyện cây mận ở Sơn La, Thuận Châu Sơn La kể ra rất là buồn phải không các bạn? Anh Phòng, anh vừa hái được một cái túi, bây giờ cho bò ăn. Các bạn theo anh Phòng nhé, anh không bao giờ nói phét luôn. Bây giờ để thì nó cũng rơi rụng hết đấy, bán cũng không được, mà mọi người ăn thì cũng không hết. Cho nên là anh mang cho bò ăn đây này. Cũng mong rằng và mọi người ở dưới xuôi, rồi ở dưới thành phố mà muốn giải cứu mận cho người dân thì có thể liên lạc cho tôi. Tôi sẽ để số điện thoại ở dưới video nhé các bạn nhé. Bò ăn mận rất là giỏi. Đây các bạn ạ. Bây giờ trồng mận thì lỗ vốn rồi, tiền đầu tư không lấy lại được thì bằng cách là nuôi bò thôi. Mà mặn chép bất chép cười nọ là phải kín đó là bơ mi. Đã kể là cần hà, thôi à, cần bắn cả ngắn bất bỏ không kín nữa nọ. Anh nói thì nếu được cân 1.500 đồng ở nhà không thì cũng sẽ hái, nhưng mà để giá 1.000 đồng kg để mà so sánh với đi làm thuê thì cũng không bằng đi làm thuê mọi người. Lấy quả mận cho bò ăn, mới đầu nghe thì chúng ta cứ tưởng là chuyện hoang đường. Ai lại đi lấy quả mận cho bò ăn? Người muốn ăn có nơi còn không có mà ăn. Nhưng ngày hôm nay, câu chuyện đang hiện hữu trước mắt chúng ta. Những điều mắt thấy tai nghe, đôi khi chúng ta không muốn tin vào mắt mình, phải không các bạn? Hình ảnh chúng ta đang xem là những quả mận hậu vẫn còn xanh tươi, nhưng khoảng 2 tuần nữa là mận hậu sẽ chín rộ. Liệu mận hậu sẽ có thương lái đến mua không, hay quả mận hậu lại tiếp tục lặp lại câu chuyện buồn của cây mận tam hoa? Câu hỏi đó chỉ cần nửa tháng nữa thôi là chúng ta sẽ biết được các bạn ạ. Mấy ngày gần đây, nhóm người Thái sinh sống tại Hà Nội và các cháu sinh viên dân tộc Thái tại Hà Nội vì thương bà con quê nhà đã giải cứu mận bằng cách đăng bán trên mạng xã hội Facebook, đi ship hàng từng vài cân mận, len lỏi từng ngõ ngách đường phố Hà Nội. Đó là một hành động đẹp đầy ý nghĩa. Chắc chắn những việc làm của những người con xa quê sẽ truyền cảm hứng cho những người khác. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để dành thời gian làm những việc tốt đó. Tạm biệt anh Lò Văn Phòng, tôi sẽ đưa các bạn đến thăm một chủ vườn khác. Mời các bạn cùng đi nhé.
Đây là vườn ông Lò Văn Phương, bản Lè Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La. Vì không bán được, ăn cũng không hết, nên gia đình đã chặt đi, nhìn mà thấy xót xa. Phương đâu đâu cũng thấy quả mận chặt bỏ đi rồi không ăn hết được thì nhặt về để xem thế thôi. Pini má măn khai này à? Ai với khai này à? Ô Pini đó có chăm sóc cái ý hả ba? Bất khai đầy giá, bất mi giá khai đờ. Mận năm nay có bán được không ông? Năm nay chăm bón rất nhiều, nhưng không có giá, cũng không có ai đến hỏi mua. Năm ngoái thì còn có người hỏi mua. Đầu năm được giá 15.000 đồng trên 1 kg, về sau cân 7.000 trên 1 kg. Nên mình mới trồng mới và đầu tư vào. Nhưng năm nay 2-3 nghìn cũng không ai hỏi mua, nên gia đình đã quyết định chặt đi. Đầu tư phân chuồng nuôi gốc máy xe rùa, phân hóa học thì đi nợ tiền nhà nước. Lỗ nhiều quá, chẳng biết làm sao. Mận tam hoa ngoài để ăn như hoa quả, còn có thể mang về ngâm đường làm siro uống. Hôm nay mình được ông Phương mời vài chén siro mận ông làm từ năm ngoái. Đang lúc trời nắng oi, nâng chén siro mận lên miệng cảm thấy thâm dịu khoan khoái. Nếu bạn nào muốn giải cứu mận cho bà con Sơn La thì hãy gọi theo số điện thoại bên dưới để đặt hàng nhé các bạn. Khoản tiết kiệm trên tương đương hơn 6% tổng GDP toàn cầu. Các chuyên gia nhận định chẹp tè rồi. Bà đeo cá máu đấy. Máu ạ. Máu tè. Chưa bị à? Video này mình chỉ mới đi thăm hai hộ gia đình trồng mận tam hoa. Bản tôi đang sinh sống có gần 300 hộ gia đình. Nhà có ít nhất thì 1 tấn mận, nhà có nhiều đến vài chục tấn mận. Chưa nói đến xã mình có hơn 20 bản. Nếu cả huyện Thuận Châu thì số lượng mận của bà con sẽ không hề nhỏ. Trong thời gian tới, chúng ta mong rằng bà con sẽ tìm được đầu ra cho quả mận tam hoa để thu nhập cuộc sống ổn định. Mình sẽ dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau nhé.